Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Linh Andy đây. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với con ác của bạn Hậu Phạm nhé. Wow, bạn ấy chơi VIP không mà top 1 server luôn các bạn ơi. Đỉnh thật sự luôn ạ. Ở đây là server 69 luôn các bạn nhé. Và các bạn có thể thấy này, đây là đấu trường thì bạn ấy chưa đánh thôi, top 12, nhưng mà ở top lực chiến ấy là top 1 server luôn. Thế mà ghê chứ. Top 2 để xem nào. Top 2 thì giấu VIP không biết, nhưng mà đây, chất chơi người rơi luôn. Bạn đấy là một trong những VIP không gọi là chăm chỉ cày cuốc nhất hệ mặt trời luôn đấy. Ok, thế thì trước khi vào video ngày hôm nay review về đội hình của bạn đấy, thì mình cũng có lập một channel mới tên là Top Anime. Thì ở đó mình có cập nhật những cái thông tin, tổng hợp tất cả những cái thông tin cực kỳ là hay ho về anime, Pokemon các kiểu. Thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình với nha. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với đội hình của bạn đấy. Và nông dân, bạn đấy chơi một em Pokemon cực kỳ là khỏe luôn, đó chính là Rayquaza. Và hiện tại nó đã lên được 16 sao luôn rồi. Với cái hiệu ứng kim thân thì chắc chắn là sẽ không sợ Mewtwo X ở trong server luôn. Đặc biệt là lực chiến của bạn ấy lại còn rất cao nữa. Tí nữa chúng ta sẽ cùng nhau đánh đấm với lại Mewtwo X để xem như thế nào nhá. Và tất nhiên rồi, trong đội hình cũng có hai em pet tank và hỗ trợ quốc dân, đó chính là Origin Giratina cũng như là Mega Latias, kèm theo một em Mew 13 sao cộng với Articuno 13 sao lấy cái ulti đóng băng. Thiên phú của em Articuno thì đang xài cái gai đất các bạn ơi. Rồi, tiếp tục đó chính là em Suicune. Suicune thì cũng có khả năng đóng băng và xài tạo một cái thiên phú đánh vào điểm yếu. Ok, thế để xem là đội hình của bạn ấy sẽ đánh nấm như thế nào với lại cái em Rayquaza này đây. 16 sao lực chiến 312.000 thì cũng khá ghê. Tất nhiên là Dynamax sẽ phải mắc luôn rồi. Và phòng sưu tầm xem nào, có hai phòng đỏ nhưng mà có một phòng full đỏ thôi. Phòng này chắc là vừa mới lên các bạn nhé. Thiên phú thì bạn ấy build 4 công và một cái HP ỉ. Lạ lắm mày trời, sao lại build vào HP ta? Ok, build vào HP thì sẽ hạn chế được cái khả năng xuyên giáp của đối phương. Nếu như đối phương có khả năng xuyên giáp mạnh thì nó đánh vào HP thì em nó sẽ trâu bò hơn các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái TM nhá. TM để xem nào. TM ui dồi, TM thì cũng chưa có cái nào gọi là lên cộng 13 sao đâu. Thế thì bây giờ chúng ta thử chơi đi. Ở trong server của bạn đấy xem nào. Đánh luôn gọi là bảng xếp hạng đi để xem như thế nào. Đây, ở đây nhá, 1 triệu 2 này. 1 triệu 2 thì bạn ấy chơi cái gì? À, Mewtwo E à. Top 3 xem nào. Top 3 cũng chơi Mewtwo E này. Ấy à, cái bạn này giấu VIP này. À không phải giấu VIP mà là có 5 em thôi mà lực chiến 1 triệu 2, tí nữa đánh thử xem như nào đây. Rồi, toàn Mewtwo Y nhỉ. Zeri, Zeri có Mewtwo X này. À, thế thì mình phải đánh thử Mewtwo X xem như nào. Tiểu hổ chơi gì? Mewtwo Y à? Mewtwo Y top 2 là chơi cái gì đây? Ui, đeo xít này. Thế thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thử, đánh đấm thử một bạn đánh Mewtwo X và một bạn đánh gọi là đeo xít xem như nào nhá. Ô, lại chưa kết bạn với lại Zeri này. Ơ kìa, đấu trường thế nào? Đấu trường đây rồi, đánh thử nè. Đấu trường thế nào? Ủa, bây giờ vào đấu trường đánh vậy. Chứ còn đánh kia thì cũng không thể nào đánh được bạn đấy. Thế thì mình sẽ vào trong phần đấu trường. Ôi dồi, ma nó chứ, quen tay các bạn. Cứ ấn vào đấu trường, cứ ra khỏi nhà phát là ấn vào tiến hóa Mega luôn ạ. Quỳ, quen tay. Rồi, hạng 12 đúng không? Thế thì bây giờ lúc nãy là bạn nào ta? Bạn ấy tên là gì ta? Bảng xếp hạng, bạn ấy tên là gì nhỉ? Tên là gì? Zeri à? Zeri, đúng rồi. Quánh thử tìm gặp bạn Zeri xem nào. Nhưng mà bạn đấy ở đâu nhỉ? Đây, thị nở thế nào rồi. Xong một chú này, vẫn chưa thấy Zeri đâu. Rồi này, tiếp tục xem nào. Đây có Zeri không? Không có, trời. Úi dồi ôi, càng đây này, biết bao giờ mới gặp được bạn Zeri. Ui trời, lười quá. Uầy, đâu vậy? Zeri đâu? Không có Zeri à? Làm mới mà nào. Không ra Zeri luôn các bạn ơi. Ủa, bạn ấy lười đánh ấy thế. Ủa, còn hai lượt mà vẫn chưa thấy ra Zeri luôn này. Cay thật sự luôn ạ. Tiếp tục phát nữa nào. Miễn phí mà nào. Ui dồi, chết dở. À đây rồi, vừa nói xong ra được ông Zeri luôn rồi, ngon. Đây rồi, chơi. Để xem nào, khiêu chiến bạn ơi. Yo, mình sẽ để auto nhá, xem đánh đấm như thế nào đây. Ok, và đội hình của team bạn thì có Mewtwo X,
và kèm theo em hỗ trợ là Megalati Art, kẹp thêm một em Origin Gelatina và ở nhìn xa xa lấp ló trong đội hình là một em Senead các bạn nhá. Tuy nhiên thì tốc độ của em Megalati Art team mình quá cao đi, trong khi đó Latias Art team bạn chỉ có 6k lực chiến thôi. Và Mewtwo Origin Giratina của mình thì sử dụng ulti và nhốt được em Origin Giratina team bạn rồi. Bây giờ Mega Latias Art team bạn thì mới được ulti búp lên tăng thủ kép và công kép các kiểu đấy. Và bây giờ sẽ pha ulti đầu tiên đến từ Mega Mewtwo X team bạn, bỏ công thủ để xem sao nào. Ui, đau phết nhờ các bạn nhờ. Rồi, nhưng mà các bạn nhìn thấy em Rayquaza của mình hầu như là không mất máu luôn nhá, kinh khủng khiếp luôn, cực kỳ trâu bò luôn. Này chết rồi, Mewtwo X của bạn đánh thế thì làm sao mà ăn được Rayquaza team mình đây. Nhưng mà Rayquaza team mình thì tốc độ thì thấp thôi, nhưng công thì cũng khá ghê đấy. Và bây giờ sẽ là lượt thứ hai để xem như thế nào đây. Rồi, Rayquaza của team mình thì liệu rằng có sử dụng ulti được phát này hay không? Chưa thể hành động được các bạn nhé, qua cây luôn đi. Tại sao lại không thể hành động được thế này? Dính một cái gì đó tê liệt chăng? Không kịp nhìn nữa bởi vì là quá nhiều hiệu ứng. Ôi, hình như dính tê liệt thật các bạn ơi. Và bây giờ thì Latias team mình là tiếp tục sử dụng ulti búp được rất nhiều máu cho đồng đội. Ôi, Mega Latias team bạn thì cũng thế luôn. Ok, hồi được cực kỳ nhiều máu luôn. Mewtwo X tiếp tục là sử dụng ulti tăng công tăng sát thương. Ôi, để xem sao nào đây. Ui dồi ôi, Rayquaza team mình vẫn còn nguyên cây máu các bạn ơi. Và bây giờ sẽ là sử dụng ulti đầu tiên đến từ Rayquaza và lấy đi được 50% máu của Mewtwo X rồi. Nhưng mà bây giờ lại bị nhốt sang bên kia rồi và mất quá nhiều máu luôn đi. Origin Giratina team bạn đánh cực kỳ là thốn luôn nhá. Nó nhốt được Rayquaza team mình đồng thời là gây ra được cực kỳ nhiều sát thương, chứng tỏ rằng là em ra Origin Giratina team bạn cũng được build khá là đến nơi đến chốn đấy, không phải đùa đâu. Rồi Mewtwo X team bạn thì sử dụng Dynamax lên, tuy nhiên là chỉ có một điểm năng lượng thôi. Úi, lại còn bị dính mất nốt điểm năng lượng sau pha đánh thường vừa rồi của em Mega Latias nữa cơ. Rồi, và cố lên nào, Rayquaza thì chưa được sử dụng ulti phát tiếp theo, vẫn đang bị nhốt các bạn nhé. Nhưng mà nó vừa được hồi máu bởi em Mewtwo mình rồi. Và ôi, may quá, thu hút skill đơn thể cho nên là nó không bị chịu sát thương các bạn ạ. Rồi, Rayquaza của team mình thì vẫn còn khả năng có thể win được. Còn Mewtwo X của team bạn thì cũng chưa có nộ, để xem nào phát đánh thường này ra làm sao đây. Ok, rồi Latias team bạn tiếp tục sử dụng ulti nhá, búp quá nhiều luôn, lại đầy cây máu cho team đối phương rồi. Trong khi đó thì Latias team mình vẫn chưa chết, có hiệu ứng bất tử bạn ơi. Rồi, ok, Origin Giratina team bạn đi rồi. Và bây giờ thì Rayquaza cũng có đủ 3 điểm năng lượng. Mewtwo X thì có thêm sự hỗ trợ của em Senead ra đây à. Này nó khóa ulti thì cũng hơi căng thẳng đấy. Ui, Dynamax lên rồi, để xem ra nào. Rồi, bây giờ là team bạn sử dụng Skill Z lên. Và Latias team mình tiếp tục là hồi được rất là nhiều máu. Ui, trận đánh lâu vãi nồi, mệt quá các bạn ơi. Rồi, Mewtwo X đánh đi xem nào. Ulti bỏ qua phòng thủ. Ui, chết được Mega Latias team mình rồi. Và bây giờ sẽ là 3 phản đòn đến từ Rayquaza. Ulti chết ai không đây? Câu trả lời là ui, một ulti 3 mạng các bạn ơi. Team bạn không thể nào mà chống cự rồi. Và bây giờ thì chỉ còn lại hai em gọi là Suicune và Chim Băng thôi, thì làm sao mà chống cự đây? Bỏ qua luôn các bạn nhá. Ngon. Đó, chỉ cần giết được Mewtwo X thôi là cái tỷ lệ thắng là 100% luôn các bạn nhá. Một quả ulti đến từ Rayquaza thì khiến cho Mewtwo X không kịp ngáp các bạn ơi. Quá khủng khiếp luôn đi. Rayquaza vẫn là một trong những em pet nông dân mà có thể khắc chế được Mewtwo X bởi vì có hiệu quả kim thân 16 sao các bạn nhá. Rồi, tiếp tục đi nào. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn thứ hai để xem sao nào bảng xếp hạng. Đầu tiên là đã làm thịt được Jerry này. Bây giờ thì đến bác nào đây? Top 2 chơi con gì? Đeo Xít, chơi luận. Thách đấu với lại Đeo Xít xem nào. Có Đeo Xít và Vu Khiên các bạn nhé. Ok, đội hình của bạn đấy thì có Đeo Xít này, có Vu Khiên, có thêm một em gọi là Mega Latias. Và mình thấy lấp ló xa xa đó chính là em Ultra Sun đang ở đội hình phụ các bạn nhé. Không biết là sự kết hợp của Đeo Xít và Ultra Sun sẽ như thế nào đây. Rồi, và bây giờ sẽ là pha ulti đầu tiên. Liệu rằng Đeo Xít có chống cự được phát này hay không? Ui dồi, không rồi các bạn ơi. Chỉ với một ulti và một pha rồng lộn thôi, thế mà Đeo Xít đã gần hẹo rồi. Và bây giờ, ui, quá mạnh luôn đi. Trời ơi, khủng khiếp thật sự luôn ạ. Và bây giờ thì em Ultra Sun, ui dồi, lại còn chưa đột biến, chắc vứt vào cho vui sao ấy nhỉ. Nó mới chỉ ở dạng thường thôi. Với pha đánh thường của ui dồi, với pha đánh thường của Rayquaza team mình thì Ultra Sun team bạn đã đi luôn rồi. Cái này thì team bạn không ăn thua rồi. Rayquaza thì sức sát thương quá ghê luôn các bạn ơi.
Này, đội hình của bạn ấy không thể nào mà ăn được rồi. Đeo sít cũng không thể nào mà sánh được với Rayquaza được build đến nơi đến chốn rồi. Quá khủng khiếp. Rồi, như vậy là trận đấu này thì đã sớm có kết quả rồi các bạn ơi. Không như trận đấu trước, bình luận mói các mồm. Trận này thì vừa mới sử dụng một phát ulti thôi là đã lấy được hai mạng của team bạn rồi. Còn lại đội hình chỉ còn lại mỗi em Origin Hiratina làm Mew nữa thôi. Nhưng mà pha sử dụng skill vừa rồi thì đã lấy được cái mạng của em Mew, nhưng mà em Origin Hiratina thì bạn ấy vẫn còn các bạn nhé. Cay thật sự luôn ạ, phải chờ đến pha ulti tiếp theo thì chúng ta mới có thể thấy là Rayquaza sẽ kết liễu được cái mạng của Origin Hiratina thì bạn nhé. Yo, đấy nè. Rồi, giảm thủ kép rồi, mày chết. Rồi, ulti phát này, chết luôn hay không đây? Câu trả lời là châu ấy, may là có bất tử nhá. Ui, vẫn còn hiệu ứng cho nên là hồi được một tí máu. Cộng thêm bản năng gọi lơi lỏng nữa, đâm ra là hồi được khá khá máu đấy. Rồi, bây giờ pha đánh thường này thì liệu rằng có lấy được mạng hay không nhá. Để xem sát thương từ chiêu thức đánh thường của Rayquaza phát này sẽ ra làm sao đây. Liệu rằng là Origin Giratina còn 30% máu có chết không đây. Cuốn, ui, quá đau. Rồi, các bạn có thể thấy là gì? Một trong những em pet nông dân cực kỳ khỏe, đó chính là Rayquaza nhé. Mewtwo cũng khỏe, nhưng mà theo mình đánh giá với cái tốc độ và cái gọi là độ thịnh hành của Mewtwo X bây giờ ấy, thì Rayquaza, mà nếu bạn nào thích ấy, mà đang phân vân giữa hai em Rayquaza và em Mewtwo Y, thì mình vẫn đánh giá là Rayquaza nhỉnh hơn một chút bởi vì nó có khả năng chống lại Mewtwo X nhá. Rồi, còn video này của mình đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.